mọi chuyện em đã bị gặp vỡ vợ lở. Của người đàn ông ấy đúng không? Vợ nó bây giờ vẫn còn yêu nó. Hình như anh trai em đã nói với cả nhà về chuyện vợ cũ của anh rồi. Để bà xã hy sinh vì mình rồi phụ bạc. Đấy là chuyện để mọi người chỉ trích sao? Hạnh phúc cũng trở nên mong manh. Buông tôi ra, buông ra. Anh biết rồi, đều là lỗi của anh. Mày định đến đây để phá chúng con, có đúng không? Tất cả đều là do mấy người dạy tôi thôi. Phải làm đến mức này ạ? Phải để nó lo lắng chuyện tiền bạc khó khăn thì nó mới tỉnh ngộ. Bố nghĩ bố làm thế thì con sẽ thay đổi à? Câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời quý vị đừng bỏ lỡ bộ phim Nước mắt phụ nữ phát sóng 11:35 trên kênh TTV. Những âm mưu trong nội bộ được hé mở. Không quan trọng. Cô ấy ở đâu cũng là một bác sĩ tốt. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô ấy trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh đấu của các cậu mà thôi. Tôi tuyệt đối không để kết quả của mấy chục năm trước lặp lại nữa đâu. Nghe lời cậu, tuyệt đối không phải cậu hứa cho cậu ta lợi ích gì mà cậu ta chịu nghe. Cậu ta có mục đích gì? Sao anh bị đẩy từ khoa ngoại lồng ngực sang khoa cấp cứu chứ? Anh quên à? Giờ cô ấy đang bị các người biến thành con bài, dùng để tranh giành quyền lực đấy. Lẽ nào anh không phải sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ không vào phòng phẫu thuật nữa đâu. Chờ tôi làm xong những chuyện cần làm rồi thì tôi sẽ rời khỏi nhân hợp, sẽ giúp tôi điều tra chân tướng. Nhưng tôi không chấp nhận thủ đoạn của anh. Đây cũng không phải kết quả mà tôi muốn nhìn thấy. Vì có một số người, một khi đã lỡ làm sai, có thể cả đời cũng không có cơ hội để đền tội. Diễn biến câu chuyện bản án lương tâm 17:30 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Nó liên quan đến mạng người, cậu biết không? Khi tình cảm xuất phát từ những yêu thương chân thành. Cô là ai? Má, phải má không má? Má ơi, con là Ninh của má nè. Sao má chưa về nhà nữa? Má về đi má. Bà Tiên nhớ đi tìm má về cho tụi con nha bà Tiên. Tụi con không có đôi cánh thiên thần, không có bay được, mà không được nghỉ học để đi tìm má nữa. Anh hai nói đúng đó. Bà Tiên nhớ mang má Simla về sớm sớm cho tụi con nha. Má. Má. Con. Má, con nhớ má lắm. Sao má không về với con? Má muốn nghe hai anh em mình nói má thành bà Tiên rồi tặng quà cho hai anh em mình. Nhưng má làm sao là bà Tiên? Không biết hai đứa đã uống sữa chưa? Có ai dạy học hành không? Rồi không biết có đánh răng không nữa. Hai đứa ăn nhanh rồi lên phòng má. Má mua nhiều quà lắm đó. Hoan hô! Dạ. Má đúng là bà Tiên. Em nghĩ đã đến lúc em cần gia đình. Mình kết hôn nha anh. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo bộ phim Ba ơi mẹ có việc không, phát sóng 20:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy trên TTV. Em có nói thật không? Cắt đô giả gái điều tra vụ bắt cóc các men. Sao vậy? Em tới là để nói lời tạm biệt. Cái gì? Anot, em sẽ rời khỏi đây và về quê. Sao em lại đi? Hai vợ chồng em đã quay lại với nhau rồi. Coi sao nào. Đấy, đẹp chưa? Tôi xin gọi tên cô gái đã chiếm được cảm tình của chúng ta. Với sắc đẹp, sự duyên dáng, trí thông minh, cũng như sự quyến rũ của cô ấy và Hoa hậu Basic 2016 của chúng ta. Không chịu khuất phục, các men tìm cách bỏ nhanh trốn. Tôi muốn các cô ngày càng xinh đẹp hơn. Nhớ cười nhiều vào cho tôi. Chúng ta sẽ gửi hình các cô đến cho khách hàng để có thể lôi kéo thêm nhiều người tham gia vào buổi đấu giá của chúng ta. Em không biết mình đang ở đâu nữa. Đi thôi, mau lên. Anh cần phải tới giúp em. Giờ con bé đang ở đâu? Em thực sự không biết nữa. Anh làm ơn nhanh lên đi, Billy. Không, Carmen.
Bà ta đang rời khỏi đây, mau bám theo. Giờ thì bà không còn lối thoát nào rồi. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Mật Mã Song Sinh vào 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV.